Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay đại gia đình mình đi cà phê nè anh chị nè. Clip này anh chị em chúng ta sẽ vào YouTube để coi full video nha. Full video nha, 4K. Lâu lâu là một clip dạo chơi tạo độ uy tín. cà phê ở thành phố Phan Thiết nha anh chị nha, Nova World. Cà phê ở tại thành phố Phan Thiết nha cả nhà. Không có vô hôm nay đi show xong rồi cho nên là rảnh rỗi Tài cùng đại gia đình của Tài đi cà phê nha anh chị nha. Cà phê thành phố Phan Thiết, Nova World. Ở đây quán cà phê phải nói là khá đẹp ha, được bố trí cũng như là trang trí với một khung cảnh gọi là nguyên một màu hồng. Mở cái hình sáng lên để mình tối lại. Nhớ liên hệ Tài nha. Đi cà phê. Cà phê này cũng khá đẹp nha cả nhà. Lâu lâu mới xuống xì phố. Mọi người yêu phải không? Chào cả nhà đi. Bi chào cả nhà đây kìa. Cái này.